Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành mất thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay là của anh Phú. Theo như mà anh nói là cái câu chuyện này đã diễn ra cách đây 30 mấy năm về trước rồi. Thời điểm mà xảy ra sự việc đó là anh chỉ mới có 1 tuổi thôi, nên toàn bộ cái câu chuyện này là do ba mẹ của anh kể lại cho anh nghe. Quay về ngày xưa thì ông bà nội của anh là có tổng cộng là 5 người con, tất thảy đều là con trai hết. Năm đó thì bà nội là mang thai chú Út. Khi mà vừa mới sinh chú Út ra là bà nội bị đuối sức rồi cũng qua đời luôn. Chắc có lẽ cũng bởi vì thế mà từ nhỏ cho tới lớn á, là ông nội không quá là thương chú Út. Thậm chí là ông nội cùng với chú Út á, là khắc khẩu với nhau. Cứ gặp mặt nói chuyện đôi ba câu là y như rằng là cãi lộn trời luôn. Một mình ông nội cứ như vậy mà nuôi hết 5 người con trai. Thật ra thì gia đình của ông bà nội cũng có điều kiện, nên cái việc mà nuôi 5 người con là một cái chuyện rất đổi là hiển nhiên. Cho tới khi mà cả 5 người con lớn lên đó, thì ông nội là cũng phân chia tài sản đâu ra đó hết, không có cái chuyện mà tranh chấp tài sản. Rồi người này cũng lấy vợ, người kia cũng đi chỗ này chỗ kia. Mà theo như mà anh nói là cái phong tục tập quán ở chỗ anh là cái người con Út phải là cái người là thờ cúng gia tiên với lại là chăm sóc cho ông bà. Nhưng mà bởi vì là ông nội với lại là chú Út khắc khẩu, nên toàn bộ cái việc thờ cúng với cái việc mà chăm sóc cho ông nội là chú hai. Chú hai là cái chú lớn nhất trong nhà đó, là chú lo hết mọi thứ. Ba của anh Phú là người con thứ tư thì cũng đi ra riêng để mà ở, cách đó cũng khá xa đó mọi người. Thời gian cứ như vậy trôi qua tiếp. Cái năm mà ông nội được 70 tuổi, cái đêm hôm đó đó là trời mưa rất là lớn luôn. Và ông nội là có ý định là sẽ đi ra đằng trước sân nhà đó để mà đi vệ sinh. Không biết là đi như thế nào, nhưng mà trời mưa lớn nên là nó trơn trượt, thì ông nội bị té xuống dưới đất một cái. Mọi người biết 70 tuổi mà té một cái là một cái chuyện gì đó rất là nặng nha. Sau cái lần té đó thì ông nội bệnh rất là nhiều, và ông nội không có di chuyển được, phải nằm yên một chỗ như vậy. Thì chú hai với lại là vợ của chú hai là thím thắm, là cái người lo thuốc men, rồi họ thay quần thay áo, rồi vệ sinh cá nhân cho ông nội. Hai người này lo rất là chu toàn luôn, lo tới độ mà những cái người hàng xóm xung quanh, người ta hết lời, người ta khen ngợi, người ta cứ khen rằng là thím thắm với là chú hai là những người con hiếu thảo. Ông nội nằm một chỗ như vậy, nhưng mà ông nội minh mẫn dữ lắm. Thím thắm là ngày nào là cũng lau tay lau chân cho ông nội, nên là da dẻ của ông nội hồng hào và ăn uống là đầy đủ, nên không có chuyện mà ốm o gầy mòn. Thuốc men thì chú hai là bưng tới tận miệng luôn. Thì những người con khác nhìn vào thì cũng thấy anh chị mình quá là tốt. Đôi khi mà nói chính bản thân mình có thể là mình còn không làm được nữa kìa, mà vợ chồng của chú thím làm nhưng mà không hề kêu ca, và cũng chẳng bắt một người em nào phải phụ cả. Rồi cho tới thời điểm lúc đó là 2-3 năm sau cái lần mà ông nội nằm một chỗ, thì hôm đó là nó rơi vào tầm tháng 9 âm lịch, là thím thắm có rủ mẹ của anh Phú đi coi bói. Thím thắm này bà tin tâm linh dữ lắm, và bà ghiền coi bói, tháng nào bà cũng đi coi bói hết. Bà hay rủ mẹ là bởi vì là mẹ của anh cùng với lại là thím thắm là vốn là ở cùng một cái xóm, cùng một cái làng, nói thẳng ra giống như là bạn bè vậy đó. Cho tới khi mà lấy chồng thì cũng làm chị em bạn dâu luôn, nên thân, rồi chuyện gì là cũng kể cho nhau nghe. Đôi khi là hay rủ nhau để mà đi mua sắm, rồi đi chợ, đi coi bói. Mẹ thì mẹ không có tin coi bói, nhưng mà thím thắm, thím rủ thì mình cũng thuộc kiểu là mình nể nang là mình cũng đi luôn đó. Thì bà này nè, bà hay đi coi bói ông thầy tám ở trong cái vùng. Thì ngày hôm đó đó là mẹ với lại là thím thắm đi coi, thì ông thầy tám này ổng coi cho mẹ trước, rồi ổng mới quay qua ổng coi cho thím thắm.
Lúc đó là mẹ ngồi kế bên nên là mẹ nghe rõ mồn một luôn. Ông Tám ổng mới nói với thím thắm như vậy nè: cha chồng của cô ở nhà đó, ông thầy Tám ông nói, cha chồng của cô ở nhà đó, nếu như mà cuối năm nay á mà ổng chết thì gia đình của cô nè sẽ làm ăn á, phát triển dữ lắm, tiền vô như nước. Còn nếu như mà ổng không chết vào cuối năm nay mà chết vào năm sau hoặc là những năm sau nữa đó thì nhà của cô là làm ăn lụng bại luôn, nói chung là nghèo rồi hả, không còn gì cả. Lúc mà nói như vậy á, là mẹ ngồi kế bên mẹ xanh mặt luôn. Mẹ mới xen thẳng vào luôn, mẹ mới nói rằng là: trời ơi thầy ơi, thầy ơi, con với chị này nè là chị em bạn dâu với nhau, có nghĩa rằng là ba chồng của chị cũng là ba chồng của con. Thầy nói sao chứ hả, ba chồng của con ổng khỏe dữ lắm, không có cái chuyện mà có thể cuối năm nay ba chồng của con hả mất được đâu thầy, thầy coi lại giùm cái đi. Thì khi mà mẹ vừa mới nói xong á, là cái sắc mặt ông này theo kiểu là rất là tức. Thì ổng mới nói rằng là: tôi á đang xem gia đạo cho cô này chứ tôi không có xem cho cô. Nhưng mà cũng không phải là tôi trù ẻo đâu, có thể là bữa nay ổng khỏe, nhưng mà chắc gì ngày mai ngày mốt ổng khỏe hả. Nếu như mà cô giỏi á thì cô ngồi vào đây cô làm thầy luôn đi, cô coi cho người ta, tôi khỏi coi cho ai nữa hết. Thì ổng nói như thầy xong cái mẹ cũng im lặng luôn. Thì ổng cứ như vậy mà ổng nói chuyện với lại là thím thắm cho tới khi mà cái buổi coi bói này kết thúc á, là bà thím thắm á, bà im re luôn, bà không nói một tiếng nào cả. Trên đường đi về đó thì mẹ cứ nói với lại là thím thắm rằng là: thôi chị ơi, em thấy là ông thầy này ổng coi không có đúng đâu, chị đừng có tin những gì ổng nói nha. Nói thiệt với chị luôn á, cái chuyện mà giàu nghèo là do phước phần của gia đình. Ba của mình từ trước tới giờ sống rất là tốt, em thấy anh chị là chăm sóc cho ba, lo lắng cho ba nhiều như vậy thì phước phần của nhà anh chị nhiều. Ba càng sống lâu thì anh chị càng có phước, thì anh chị càng giàu có. Chứ không có chuyện mà năm nay ba chết thì gia đình anh chị giàu, còn năm sau ba mà chết là gia đình anh chị là làm ăn lụng bại. Em nói chuyện đó là không có thiệt đâu, thôi chị đừng có tin nha. Là khi mà mẹ nói như vậy á, là bà thím thắm bà không có trả lời, bà chỉ im lặng bà gật gật đầu thôi. Sau rồi á, là ai cũng về nhà nấy. Cho đến độ là 2-3 tháng sau thì lúc này là mới nghe tin á, là ông nội được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu rồi. Ba mới lật đật chạy lên trên bệnh viện. Thì ba nói á, ba nhìn thấy ông nội trong cái hoàn cảnh ở trên cái băng ca, ở trong phòng cấp cứu, mà ba không kìm được nước mắt. Ông nội nha, chỉ sau 2-3 tháng mà ba không gặp, da dẻ là xám xịt lại, mà người hả sơ xác tiêu điều luôn. Lúc đó là ông nội cứ hả mở mắt ra như vậy nè, rồi miệng thì há ra mà theo kiểu là khó khăn trong cái việc mà hô hấp vậy đó. Nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng là ông nội bị suy nhược cơ thể, mà ở cái phần lưng của ông nội do không chịu vệ sinh nhiều nên là nó bị dơ, sau đó là nó bị nhiễm trùng mà nó vô tới máu luôn. Lúc này ba rất là tức, ba mới nghĩ trong lòng rằng là không biết là anh chị của mình chăm sóc ba như thế nào mà để cái tình trạng của ba tới mức độ như vậy. Sau khi mà xem xét cấp cứu tất cả mọi thứ thì bác sĩ trả về luôn, bác sĩ nói rằng là tình trạng của ông nội là không có khả quan, thôi thì đưa ông nội về nhà để nếu như mà có mất á thì gia đình tiện bề để mà có thể sắp xếp. Lúc mà đưa về nhà nha thì các anh chị em mới tụ họp lại, thì mới ngồi nói chuyện với lại là chú hai với lại là thím Thủy. Thì ba của anh mới hỏi rằng là tại sao chị mới 2-3 tháng không gặp thôi mà tình trạng của ba bị như vậy, rốt cuộc á thì anh với chị chăm sóc ba như thế nào, tại sao nếu như mà không muốn chăm sóc không nói với lại là mấy anh chị em khác, mấy anh chị em khác chăm sóc cho, chứ sao mà lại để ba ra như thế. Thì lúc mà nói như vậy đó là chú hai im lặng, chú hai không có trả lời. Một hồi là thím thắm thì mới nói rằng là mấy em nấu như vậy á chẳng khác nào là mấy em trách anh chị, sao mấy em không nhìn thử, 2-3 năm trời vừa qua anh chị lo lắng chăm sóc cho ba, anh chị có than vãn một tiếng nào hay không, rồi anh chị có nhận tiền của mấy đứa hay là bắt mấy đứa là phải phụ chăm sóc không. Một tay anh chị lo hết thuốc men, giặt giũ quần áo, cơm nước, vậy mà bây giờ lại nói anh chị là như thế.
chị nói thẳng cho mấy đứa nghe, cách đây 2-3 tháng là chị có đi coi bói. Thì cái ông thầy bói ổng nói rằng nha, chắc chắn vào cuối năm nay là ba mình sẽ chết. Thế nên bây giờ tình trạng của ba mới tồi tệ như vậy, chứ đâu phải là do anh chị. Thì lúc mà nghe thím nói vậy, mẹ rất là tức. Tại vì mẹ là cái người đi coi bói chung, từ đầu tới cuối mẹ nghe mẹ biết mà. Làm gì có cái chuyện mà ông thầy ổng khẳng định rằng chắc chắn cuối nay ông nội mất. Ông chỉ nói là nếu như mà cuối năm nay ông nội mất thì gia đình của chú thím sẽ giàu có, làm ăn phát đạt, chứ không hề có cái chuyện mà chắc chắn là cuối năm nay mất nha. Mẹ rất là tức, nhưng mà mẹ không có nói được. Bởi lẽ đúng, thím nói cũng có một phần có lý ở đây, là bởi vì suốt 2-3 năm trời vợ chồng chú thím lo cho ông nội, không than vãn, không đòi tiền, không bắt anh chị em phải phụ họa gì cả. Thế nên là mẹ cũng sợ mất lòng, nên là mẹ im lặng luôn. Tại vì mẹ cũng phận chỉ là con dâu nhỏ trong nhà thôi mà mọi người. Im lặng như vậy thì anh chị em là cũng đôi qua, cho tới khi mà ông nội mất luôn. Ông nội mất ở trên giường mà ông nội không nói chuyện được với ai. Nước mắt của ông nội cứ như vậy mà tuôn rơi nha. Mắt cứ mở nhìn thẳng lên trên trần nhà, miệng thì há hốc ra như vậy. Lúc đó là tay chân của ông nội là co quắp lại như vậy nè. Cái lúc mà ông nội mất là tầm độ là 2 giờ sáng. Mà cái tình trạng mà ông nội chết nó quá là hãi, nên là gia đình không dám báo cho hàng xóm, mà đợi cho tới tầm là 4-5 giờ sáng gì đó. Thì thím mới nói với mọi người rằng thôi bây giờ thím đi qua nhà của ông thầy Tám, để mà nhờ ông thầy Tám ổng coi ngày giờ thử như thế nào để mà khâm liệm cho ba. Tại vì ông thầy Tám ổng vừa là thầy bói mà vừa là thầy theo kiểu là coi ngày giờ rồi pháp sư vậy đó. Thì một hồi là tới 5-6 giờ gì đó là ông thầy Tám ổng cũng tới nhà. Thì ổng nhìn sơ một vòng thì ổng mới kêu con cháu tụ họp lại, ổng giải thích cho nghe. Ổng mới nói rằng là sau khi mà ổng xem xét thì ổng nhìn thấy là ông nội mất vào một cái giờ rất là xấu. Mà mất vào cái giờ đó có nghĩa rằng sẽ dẫn tới trùng tang. Mà cái trùng tang này nè, bây giờ không có cắt được đâu, mà bắt buộc là chúng ta phải chứng yểm ông nội. Phải chứng yểm ông nội thì ông nội mới không về nhà để mà lôi kéo con cái đi. Lúc mà mọi người nghe tới cái từ chứng yểm một cái á, là mọi người xanh mặt. Không có một đứa con nào muốn chứng yểm cha mẹ ruột của mình cả. Thì ông thầy Tám ông mới chỉ vào cái xác của ông nội, ông mới nói rằng nhìn đi, có ai người bình thường mà chết với một cái bộ dạng như vậy không? Mắt mở thao tháo lên mà phủ một cái lớp màng trắng, miệng há hốc chảy ra những cái dịch đen đúa, tay chân thì co gấp lại. Thì đây chỉ có thể là hiện trạng của một cái con quỷ trùng nó nhập vào thôi. Nếu như mà tới 12 giờ trưa mà anh chị chưa chịu chứng yểm ba của mấy anh chị, thì tôi đảm bảo rằng cứ một tháng là những người có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ chết dần. Là cứ như vậy một tháng là sẽ có người chết. Bây giờ là chọn đi. Tôi là tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Còn nếu không á, thì đi tìm ông thầy khác. Mà đi tìm được ông thầy khác quá 12 giờ thì lúc đó là cũng vô phương cứu chữa. Bó tay nha, tôi nói trước cho nghe. Với cái sự quả quyết của cái ông thầy Tám, mọi người xanh mặt luôn. Ta nói là tay chân bủng rủng. Bởi lẽ ai cũng đều có gia đình nhỏ của mình và ai cũng đều lo cho vợ con hết. Thế nên là 5 người con trai lúc này đã gật đầu đồng ý để mà cho ông thầy Tám chứng yểm ông nội. Thì lúc đấy là toàn bộ là mấy đứa con nhỏ với lại là dâu á, vợ của mấy chú á, bị đuổi hết ra khỏi nhà, đóng cửa lại luôn. Thì ông này giống như là ông chuẩn bị từ trước vậy đó. Ông lấy từ trong cái túi của ông ra một cái hộp gỗ. Trong cái hộp gỗ này là có 7 cái gai bưởi. Thì ổng mới đưa 4 cái cây cho chú hai. Ổng mới nói rằng là bây giờ là mỗi một con mắt lấy 2 cái cây bưởi, gai bưởi đâm thẳng vào trong mắt của ông nội. Để làm gì? Để cho ông nội chết rồi thì vong hồn của ông nội không thấy đường để mà có thể về nhà đeo bám con cái. Lúc đó đó chú hai chú run lắm. Nhưng mà bởi vì lo cho gia đình, rồi mấy người em khác cũng lo,
nên là đành lòng phải làm luôn. Lấy mỗi bên hai cái cây gai bưởi đâm thẳng vào trong mắt của ông nội. Tiếp đó thì ông thầy tám ổng mới đưa thêm ba cái cây gai bưởi. Ổng kêu là bây giờ ghim vô cái miệng của ông nội vậy nè, ghim để làm gì? Để mà cho ông nội không có thể nào nói chuyện được. Bông hồn của ông nội không có thể là kêu tên hay là nói bất cứ một ai trong gia đình để mà kéo người đó theo. Thì chú hai cũng làm y chang như vậy. Rồi ông thầy ổng mới đưa hai cái hũ sành. Ổng kêu bây giờ là chôn ở hai cái góc nhà. Một hũ thì chôn ở đằng trước nhà, một hũ là chôn ở đằng sau nhà. Cốt là để chứng yểm cho ông nội không có về nhà được luôn đó. Và cuối cùng là mọi người cũng làm theo luôn. Rồi cũng tổ chức tang lễ, rồi đem ông nội đi chôn cất. Thì ông này ổng có dặn rằng là trong vòng 3 năm không được thờ cúng, không được thắp nhang, nói chung là câu như là không biết gì hết trơn á. Đợi sau 3 năm thì mới quật cái mộ ông nội lên để mà gỡ những cây gai bưởi á. Thì lúc này là ông nội sẽ không bị chứng yểm nữa. Thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Rồi sau đám tang á, giải tán ai về nhà nấy. Một tuần trôi qua thì cái đêm tối ngày hôm đó ở nhà của anh thì mưa nó rất là lớn luôn, sấm chớp đùng đùng. Thì ba của anh á không có ngủ được, ba cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc mãi thôi. Thì ba mới đi ra đằng trước nhà, ba mới đốt thuốc lên để mà ba hút. Thì ba mới nói rằng là khi đó là tầm độ là gần 1 giờ sáng rồi, tầm 5-10 phút nữa là 1 giờ sáng. Thì ba nằm rồi ba ngồi, ba cũng không ngủ được. Ba hút thuốc một tí thì tự nhiên đầu óc của ba quay cuồng. Thì ở đằng trước nhà là nó có một cái võng. Thì ba mới leo lên trên cái võng mà nằm. Thì ba vừa mới nằm một cái là ba ngủ thiếp luôn. Lúc này thì cái vía của ba mới nghe thấy có cái tiếng gõ cửa, cốc 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 cốc. Thì ba mới ngồi dậy, ba hỏi ai vậy. Thì ba mới nghe một cái giọng nói mà mấy chục năm rồi ba không nghe. Giọng nói đó mới nói như vậy nè: Hiếu ơi, Hiếu ơi, mở cửa cho má đi con, mở cửa cho má đi con. Giọng của bà nội anh Phú, tức là mẹ ruột của ba của anh đó. Trời ơi, ba mới lực được là ba chạy ra ba mở cửa. Lúc này là cái vía của ba vẫn nhận thức được là bà nội đã chết rồi. Cái năm mà bà nội mất là ba được 9-10 tuổi, nên là ba đã nhớ được mặt của bà nội. Ba mở cửa ra, bà nội đứng ngay đó, mặc nguyên một cái bộ đồ màu tím. Thì bà nội mới nói một chàng với ba luôn. Bà nội mới nói rằng là nhà của mình đó con, không có bị trùng tang đâu, chúng ta bị lừa rồi đó. Con nhanh chóng á, là kêu anh của con đó là quật mộ ba của con lên đi, gỡ chứng yểm ra, nhà mình không có bị trùng tang. Mau chóng gỡ chứng yểm cho ba của con đi. Rồi nói á, hai đứa nó đó là lấy cái hũ sành mà cái ông thầy ổng đưa chôn ở đằng trước và đằng sau nhà, đem lên chùa đi. Hai cái quỷ đó chôn vào trong nhà là đang rước ma, rước quỷ vào trong nhà đó. Nhanh chóng lên đi nha con. Bà nội nói nguyên một tràng như vậy. Xong cái bà nội quay lưng ly, bà nội bỏ thẳng ra đằng trước cổng nhà. Một cái tia sấm chớp đánh một cái đùng một phát, bà giật mình, bà tỉnh giấc luôn. Đầu óc bà quay cuồng, bà mới ôm đầu bà mới suy nghĩ: ủa chuyện gì vậy ta? Má của mình mất mấy chục năm rồi, từ xưa cho tới giờ nha, chưa một lần nào nhìn thấy hay là nằm mơ thấy bà nội. Tại sao sau khi mà ông nội mất, bây giờ lại nằm mơ thấy bà nội như vậy? Thì ba suy nghĩ hoài. Ba mới đợi cho trời sớm á, là ba mới đạp xe qua nhà của chú hai. Ba mới kể lại cho chú hai nghe. Thì khi mà chú hai nghe như vậy là chú hai mới nói với ba rằng á: trời ơi, mày có biết là tổ chức đám ma cho ba tốn biết bao nhiêu tiền hay không? Tốn luôn tiền cả cho ông này nữa. Bây giờ mới chứng nghiệm được có một tuần thôi, mới chung cất ba thôi, mà bây giờ đào mồ lên, rồi lại tốn thêm tiền nữa. Rồi nếu như cái chuyện mà mày nằm mơ đó không phải là thiệt, đào lên một cái gỡ chứng nghiệm, rồi nếu như những thành viên trong gia đình cứ một tháng rồi chết, thì mày có chịu trách nhiệm được hay không? Là chú hai mới nói với ba như vậy. Thì chú hai lại nói nữa rằng chỉ là một cái giấc mơ thôi, làm sao khẳng định được điều gì. Mà nếu như mà má có linh thiêng đi chăng nữa thì mấy chục năm sao không hiện ra mà đến bây giờ mới hiện. Thì chú hai phân tích một hồi thì ba thấy cũng có lý, rất là có lý luôn nha. Nếu như mà bây giờ mà gỡ chứng yểm rồi những thành viên khác chết lần lượt
thì khi này là cái người mang tội nặng nhất chỉ có thể là ba. Nên là ba cũng im lặng, ba đi về luôn, để cho gia đình của chú hai muốn quyết cái gì thì quyết, muốn tính cái gì thì tính. Và cứ như vậy, thời gian trôi qua tầm 5-6 tháng thì không có bất cứ một ai trong gia tộc của anh chết hết. Nên là cũng tin tưởng. Cho tới hôm đó là mẹ của anh là có vô tình gặp được Thím Thắm ở bên đường. Thì mẹ vừa mới nhìn Thím Thắm mẹ hết hồn luôn. Tại vì chỉ mới có tầm 5-6 tháng mà nhìn Thím Thắm thấy ghê lắm. Tóc của Thím là bạc một nửa mà nó rụng lả chả thiếu điều, giống như bị hấu vậy đó. Người thì khô đét lại xanh xao lắm. Thì mẹ mới vội là kéo Thím Thắm vào trong một cái quán cà phê, mới hỏi là Thím Thắm bị cái gì mà tại sao mới không gặp mấy tháng thôi mà nhìn thấy ghê quá vậy. Thì Thím Thắm lúc đó là vừa khóc vừa nói với mẹ rằng đó là sau khi mà ba mất đó là nhà của chị á, xảy ra nhiều chuyện lắm. Anh hai của mấy đứa đó cứ bệnh hoài à. Mà còn một điều ghê hơn nữa nha, là trong nhà của chị có ma có quỷ em ơi. Thì lúc mà mẹ nghe như vậy mẹ hết hồn luôn. Mẹ mới hỏi rằng là sao, là sự tình cụ thể là như thế nào, chị kể cho em nghe đi. Thì bà Thím Thắm bà mới nhìn qua nhìn lại, bà mới nói rằng thôi thì chị kể chuyện này cho em nghe, chứ chị để ở trong bụng hoài chị chịu đựng không nổi. Nhưng mà em phải hứa với chị là em không được nói chuyện này cho ai nghe hết, nghe chưa. Thì mẹ lúc đó là mẹ cũng hứa, em hứa rồi, em không có kể chuyện này cho ai nghe đâu. Thế nên là ngày hôm nay có chuyện này kể cho mọi người nghe đó. Thì cái câu chuyện là như thế này. Sau cái lần mà đi coi bói với mẹ ở nhà ông thầy Tám, thì Thím Thắm về nhà Thím suy nghĩ hoài à. Thím nhớ về lời của ông thầy Tám nói, nếu như mà trong năm nay á mà ông nội không mất thì nhà sẽ làm ăn lụng bại, rồi nghèo khổ, gia đạo không được bình an. Mà nhìn sang ông nội á, là Thím mới nói rằng là ông nội rất là khỏe, không bao giờ có cái chuyện mà có thể trong cái năm đó mà ông nội mất được. Thì Thím cứ cay cay ở trong lòng hoài. Thím mới nói cái chuyện đó cho chú hai nghe. Thì khi mà chú hai nghe xong, chú hai mới đi thẳng một mạch tới ngay chỗ ông nội nằm á. Chú hai mới nói chuyện với ông nội. Chú hai mới nói vậy nè: ba ơi ba, hôm nay á là vợ của con á là đi coi bói. Thì ông thầy bói ổng nói rằng á, nếu như mà trong năm nay á ba không chết thì gia đình sẽ lụng bại, không được bình an. Còn ba chết trong năm nay nha, là con cháu trong gia đình á sẽ giàu có rồi sung sướng dữ lắm. Thì ba tin sao? Thím Thắm lúc đó không tin luôn. Không tin rằng chú hai có thể ra đó để mà nói chuyện với ông nội như vậy. Thì ông nội ổng nghe xong á, thì lúc đó là nước mắt ổng lưng tròng chảy luôn. Thì ông nội mới nói với lại là chú hai rằng là ba biết rồi. Ba biết là mấy năm nay á là ba nằm một chỗ, là ba báo con báo cháu nhiều lắm. Thì nếu như quả thật là ba chết trong năm nay mà gia đình của mình giàu có sung sướng thì thôi để ba xem sao. Là ông nội nói như vậy á. Ông nội vừa nói mà ông nội vừa rớt nước mắt. Thì kể từ cái ngày đó đó, là ông nội dường như là không thiết tha ăn uống, chỉ uống nước để mà cầm chừng thôi đó. Ăn là không ăn luôn, chỉ có uống nước như vậy. Rồi vợ chồng của chú Thím là cũng không thèm chăm sóc ông nội nữa, không có lau mình, không có thay đồ gì cả, cứ để ông nội nằm như vậy cho tới cái ngày mà ông nội chết luôn đó mọi người. Thì mọi chuyện trước đó nó là như thế. Thì Thím mới kể lại cho mẹ nghe. Thì Thím nói nữa, thì ông thầy Ám ông nói rằng là sau khi mà làm như vậy xong á thì gia đình làm ăn sẽ phát triển giàu có. Mà giàu có phát triển chả thấy đâu cả, chỉ thấy trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện thôi. Đầu tiên nha, là chú hai á, chú thường xuyên bị nhức đầu, cứ nhức đầu hoài à. Đưa đi bệnh viện thăm khám cỡ nào đi chăng nữa cũng không có khám ra được bệnh. Rồi chưa kể trong nhà còn có ma có quỷ nữa. Thì mẹ nghe mẹ mới hỏi rằng là có ma có quỷ là như thế nào, bộ chị thấy rồi hả? Thì Thím Thắm thì mới nói rằng là có cái đêm hôm đó nha, là chú hai chú ngủ không được, đau đầu quá, nên là chú hai mới đi ra đằng trước nhà chú hai hút thuốc. Thì lúc mà đang hút như vậy, chú hai mới nhìn thấy một cái nhân ảnh đang thui thùi lùi, mà nó cao khoảng độ là 2 mét, mà cái đôi mắt của nó đỏ rực luôn. Thì nó mới chạy, nó nhảy vào trong cái chuồng gà.
Lúc đó là chú hai hoảng, nhưng mà chú hai cũng tò mò thắc mắc cái đó là cái gì, thì mới chạy ra chuồng gà thì không thấy gì cả. Thì có kể lại cho thím thắm nghe, mà thím thắm thì nửa tin nửa không tin. Cho tới sớm nha, thím thắm đi ra cái chuồng gà mới nhìn thấy mấy con gà đó nó chết hết rồi, mà bụng con nào con nấy bị xé toạc ra luôn. Thì lúc đó thím mới tin rằng nha, là chú hai đã nhìn thấy ma, nhìn thấy quỷ. Rồi tới lượt là thím thắm cũng gặp luôn. Là cái buổi tối hôm đó, thím cảm thấy là bụng của thím nó cứ cồn cào, cứ khó chịu làm sao á, nên là thím mới đi ra khỏi cái phòng để mà thím chai dầu gió hoặc là viên thuốc nào đó uống vào. Thì lúc mà thím vừa mới bước ra khỏi phòng một hai bước chân thôi, tự nhiên đằng sau lưng của thím nó lạnh ngắt à, mà có một cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình. Thì thím mới quay lại thì mới thấy từ ở dưới bếp nha, có một cái nhân ảnh đen thui nó đứng như nè, rồi lồm chồm nó ngước lên mà cái đôi mắt nó đỏ rực. Thì thím tê dại người luôn, nó mới nhảy vô lên trên người thím. Thì thím thấm sợ quá nên là thím mới ngất xỉu. Trời ơi, lúc mà thím ngất xỉu như vậy á, cả nhà không một ai biết. Tới khi thím tỉnh dậy thì thím mới khóc lóc kể lại. Lúc này là thím thấy không ổn, thím mới đi qua nhà của ông thầy Tám để mà nói với ổng. Thì ông thầy Tám lúc đó ổng tỉnh bơ luôn, giống như rằng ổng biết những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Thì ổng mới nói rằng hai cái hũ mà ổng đưa cho nhà để mà chôn vô đó, trong đó đó là có hai cái vong của ổng. Hai cái vong này mục đích là để chứng cái nhà, để mà cho ông nội không về được. Còn cái chuyện mà chú hai bị đau đầu, đơn giản là do cái vía của chú hai quá yếu nên mới bị đau đầu. Thì ổng mới đưa cho một cái lá bùa, ổng kêu bây giờ cầm cái lá bùa này nè về sau lại rồi đeo lên trên cổ, cứ một tháng ra đây ổng thay bùa cho một lần. Còn nếu như mà tự ý đem mấy cái hũ lên á, thì những cái vong đó nó bẻ cổ ngược ra đằng sau cho chết luôn. Thì lúc đó đừng có tới tìm ổng. Trời ơi, là từ đầu tới cuối là nằm trong cái sự sắp xếp tính toán của ông thầy Tám hết. Ổng dặn á là một tháng là lên ổng thay bùa một lần, và mỗi một tháng là phải cúng cho những cái hũ đó thì mọi chuyện nó mới yên ổn. Cứ một tháng là mất 3-4 triệu, 3-4 triệu. Mà mọi người nghĩ đi, 3-4 triệu thời điểm đó là một số tiền rất là lớn. Trời ơi. Bởi vậy á, là nhà của chú thím ngày càng đi xuống, ngày càng đi xuống. Tiền kiếm bao nhiêu cũng đổ vào cho ông thầy hết, nhưng mà phải cố gắng là gán gượng. Thì sau cái chuyện mà được thím thắm kể như vậy á, thì thím thắm nói rằng thím rất là ân hận luôn. Nhưng mà bây giờ chuyện cũng lỡ rồi, thì mới sâu chuỗi mọi thứ, mới hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Rồi cái giấc mơ mà ba của anh á, nằm mơ thấy bà nội hiện về nói như thế là đúng y như rằng luôn. Nhưng mà gia đình chú thím bây giờ phải chấp nhận thôi. Tại vì từ đầu chú thím là cái người đưa ra cái quyết định. Rồi thời gian cứ như vậy trôi qua đúng 3 năm. Thì tới cái thời điểm mà gỡ chứng nghiệm là cũng kêu ông thầy Tám tới nha. Mới đi ra mộ cung nội quật mộ lên. Lúc đó là tất cả mọi người đều nhìn thấy những cái gai bưởi á, mà ghim vào trong mắt và ghim vào trong miệng của ông nội á, nó còn tươi luôn. Nó còn tươi như cái ngày ban đầu. Ổng cúng rồi ổng rải một cái thứ nước gì đó lên trên xác của ông nội. Rồi ổng cũng gỡ những cái gai bưởi ra rồi chôn lắp lại. Rồi ổng cũng lấy hai cái hũ mà ổng chôn ở nhà của chú thím lên. Thì ổng mới kêu rằng xong rồi đó, mọi chuyện kết thúc rồi đó. Có thể là sẽ có những người sau này nha cũng sẽ bị ông này gài để mà chứng nghiệm một người nào trong gia đình. Rồi ổng sẽ nối tiếp cái việc đó để mà có thể lấy tiền của nhà người ta. Sau khi mà gỡ chứng nghiệm là đêm hôm đó là ba của anh nằm mơ thấy ông nội về luôn. Thì ông nội mới ngồi nói chuyện, mới nói rằng á là gia đình của mình á là bị cái ông đó ông lừa. Cái ông đó đó, ông là tà đạo thôi. Ông lừa để mà mấy đứa chứng nghiệm ba, chứ làm gì có cái chuyện mà nhà mình bị trùng tan. Thôi thì á hả, ba cũng không có trách ai đâu. Tại vì dù sao cũng là con của ba, ba không có trách đứa nào cả. Thì khi mà nghe như vậy á, là ba của anh khóc rất là nhiều. Tại vì ba của anh cảm thấy có lỗi. Nếu như ngày đó mà không đứng ra ngăn can, không đứng ra cản cái việc mà chứng nghiệm ông nội, thì đâu có xảy ra cái cớ sự tới thời điểm bây giờ đâu.
thì ba khóc rất là nhiều mà ba xin lỗi ông nội thì ông nội không trách. Ông nội kêu rằng là ngày trước là do hả chú thím của anh á bị ông đó lừa nên là mới tới rồi mới nói với ông nội rằng là kêu ông nội là vậy 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 đó. Nên là ông nội cảm thấy buồn, nên là ông nội cũng không thiết tha gì sống hết, nên là ông nội mới ra đi vậy. Thì tưởng rằng là ra đi thì thôi đi, ai về chấn yểm ông nội luôn. Thì ông nội mới nói với lại là ba rằng á là đừng có thờ cúng ông nội gì hết, ông nội chỉ muốn lên trên chùa để mà tu tập thôi. Thì ba mới hỏi ông nội rằng là làm sao để mà con có thể đưa ba lên trên chùa. Ông nội mới kêu rằng là ngày mai á là cầm một cái mâm cúc rồi đi ra cái mộ của ông nội á, đọc rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và năm mất của ông nội. Thì ông nội sẽ nương vào trong cái bông cúc đó đó để mà đi lên trên chùa. Thì ba ngày hôm sau ba làm y chang vậy. Ba đi ra ngoài mộ thì ba cầm bông cúc, rồi ba cũng đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi mới đem cái bông cúc đó vào trong một cái am để mà đưa gửi cho một cái vị ni cô. Thì nhờ như vậy mà ông nội lên trên đó luôn. Sau đó là gia đình không bao giờ nằm mơ thấy ông nội nữa. Nhưng mà cái quả báo bắt đầu ập lên trên nhà của chú thím của anh. Chú thím của anh là có hai người con trai. Sau này khi mà hai người con trai lớn lên là cũng lấy vợ, xong rồi ở rể luôn, không một lần nào quay về để mà chăm sóc cho ba mẹ của mình. Vào năm 2015 là chú hai của anh trong một cái lần mà đi đám tiệc thì nhậu khá là xỉn, thì chạy xe làm sao mà đâm vào trong một cái hàng rào, mà cái hàng rào đó đó nó ghim vào trong mắt của chú hai, dẫn tới cái việc mà chú hai chết ngay tại chỗ. Sau đó nối tiếp là vợ của chú hai là thím Thắm đó là bị ung hư ở ngay cái vòm họng như nè. Hai người con trai cũng không thèm về để mà chăm sóc cho thím. Và đó chính là cái kết cục của gia đình chú thím. Toàn bộ cái câu chuyện của ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.